Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng vũ trang huyện Văn Giang đã có nhiều những đóng góp lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong thời bình lại tiếp tục có những thành tích quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Ngày 28 tháng 6 năm 1947, huyện đội dân quân Văn Giang, nay là Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Giang, chính thức được thành lập. Nhờ đó, từ thế bị động, ta đã chủ động tích cực chống càn quét, bao vây tấn công các vị trí địch, giải phóng đất đai, mở rộng vùng du kích. Dưới sự chỉ đạo của huyện ủy, huyện đội dân quân và dân Văn Giang, chiến đấu gần 2.500 trận lớn nhỏ, tiêu diệt và bắt sống trên 2.000 tên địch, thu 2.000 súng các loại và hàng chục tấn quân trang, quân dụng các loại, góp phần cùng nhân dân trong tỉnh và cả nước đánh đuổi thực dân Pháp, giành thắng lợi. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Văn Giang đã đồng lòng cùng cả nước vừa xây dựng vừa chiến đấu, làm tròn nhiệm vụ bảo vệ hậu phương, chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam, đánh thắng chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ. Về đấy từ năm 60 đến 68 thì tất cả cái biên chế của chúng tôi có 6 người thì vẫn làm mấy nhiệm vụ. Một là huấn luyện dân quân tự vệ, hàng năm tuyển quân, giao quân hai đợt, mà mỗi một đợt hàng nghìn quân. Thế rồi là trong chiến tranh phá hoại thì chúng tôi huấn luyện chiến đấu và tổ chức các cái đội trực chiến bảo vệ các trọng điểm như là cống Xuân Quan, Phạm Mỹ Sở. Thì như vậy chúng tôi vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong cái lúc đó mà nhiều anh em ấy là chủ nhiệm này, phó chủ nhiệm này, đội trưởng sản xuất này, mà chúng tôi yêu cầu đi bộ đội là anh em cũng bỏ để lên đường đi hết. Thế còn phụ nữ ấy, đi thanh niên xung phong, đi dân công hỏa tuyến, ở nhà cũng phải tay cày tay súng đấy, để có lương thực phục vụ cho tiền tuyến, tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Kết thúc chiến tranh, lực lượng vũ trang Văn Giang cùng với cả nước tiếp tục thực hiện đầy đủ có hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, hàng năm luôn hoàn thành việc tuyển chọn gọi thanh niên lên được nhập ngũ, thực hiện tốt đầy đủ nghiêm túc hiệu quả các nội dung huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho các lực lượng, xây dựng khu vực phòng thủ huyện tỉnh, tổ chức diễn tập phòng thủ, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, phòng chống dịch bệnh, góp phần xây dựng phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Phát huy những cái truyền thống và kết quả đã đạt được của thế hệ cha anh đi trước, tập thể cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện luôn đoàn kết nhất trí cao, tập trung tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương trong thực hiện các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quân sự quốc phòng địa phương và công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bám sát vào nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết của đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, Đảng bộ huyện Văn Giang và Đảng bộ quân sự tỉnh. Có những công tác lãnh đạo chỉ đạo xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ, trong từng giai đoạn và từng năm. Lực lượng vũ trang huyện tiếp tục phát huy tốt truyền thống quê hương anh hùng, nêu cao tinh thần đoàn kết, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng.